Theo các chuyên gia sáng chế, tổ hợp hiện không có loại thiết bị nào tương tự trên toàn thế giới. Kuiper có thể giải tán toàn bộ đám thiết bị bay không người lái tò mò. Chúng tôi bay quanh sân bay và bắt đầu hạ xuống. Càng đến gần mặt đường băng, tôi càng sợ hãi. Thiết bị bay không người lái của chúng tôi rất nhỏ, có nghĩa chúng rất khó bị phát hiện. Hơn nữa, một trong số chúng có màu trắng, nó hòa quyện với tuyết. Những chiếc còn lại có màu đen và chúng hòa hợp với mặt đường nhựa. Tuy nhiên, may mắn thay, cả hai đều không có khả năng phá vỡ rào cản gây nhiễu vô hình do Repellent thiết lập. Chúng ta hãy xem điều này một lần nữa. Không một thiết bị bay không người lái nào có thể bay vào bãi đáp. Nhìn kia, tất cả các thiết bị bay không người lái đang quay xung quanh, cố gắng đột phá. Nhưng tổ hợp các chiến điện tử đã bảo vệ khu vực này.